Mình xin chào tất cả mọi người, chào ông bà cô chú và các anh chị và các bạn, các em. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một món thịt bò xào thập cẩm. Nguyên liệu gồm có là thịt bò này các bạn này, hành tây, cà rốt và cần tỏi tây và một chút hành tỏi băm các bạn nhé. Chảo nóng ra. Mình cho ở đây độ 2 xỉa canh dầu ăn các bạn nhé. Khi chảo nóng ra, bước tiếp theo là mình cho hành tỏi vào. Hành tỏi thơm, mình cho vào nửa muỗng canh nước mắm. Tiếp theo là mình cho hết thịt bò vào. Mục đích của mình cho nước mắm vào trước ấy, và với lại cái hành tỏi phi như này các bạn này, là cái nước mắm hòa quyện vào với lại hành tỏi phi này nó ra một cái mùi gia vị rất thơm các bạn ạ. Mình mở lửa lớn lên, đảo đều tay, mình cho vào đây một chút đường cho thịt bò nó mềm, đổ một thìa cà phê các bạn nhé. Giờ thịt bò mình xào đã tá như này rồi các bạn nhé. Mình xúc ra. Mình xúc hết thịt bò ra. Xong tiếp theo là mình cho tỏi vào mình xào. Chảo nóng ra. Tiếp theo là mình cho vào đây một xìa canh dầu ăn nữa các bạn nhé. Giờ chảo đã nóng ra. Mỡ sôi rồi. Mình cho tỏi tiếp vào mình xào. Cho vào độ một xìa canh tỏi băm các bạn nhé. Tỏi đã thơm, mình cho cà rốt vào trước các bạn ạ. Cà rốt lâu chín hơn là mình phải cho cà rốt vào trước. Cà rốt của mình đã đảo qua rồi, bước tiếp theo là mình cho cần tỏi vào. Đảo đều các bạn nhé. Mình nêm vào đây là một xìa cà phê hạt nêm gà, một xìa cà phê mì chính. Một xìa canh dầu hào. Khi cần tỏi của mình đã tái, mình đảo đều lên, xong rồi mình cho hành tây vào các bạn nhé. Tiếp theo là mình cho luôn cái thịt lúc nãy mình đã xào, mình múc ra đây rồi các bạn này. Hành tây rất nhanh chín cho nên là mình cho vào mình đảo đều đi. Đảo nhanh tay các bạn, mở to lửa. Bây giờ mình đảo đều và còn một chút tỏi băm lúc nãy mình cho vào sau cùng cho thơm. Thế này là nồi xào của mình đã hoàn thành. Mình tắt bếp đi và mình cho hạt tiêu vào. Mình cho đây một chút hạt tiêu. Thế này là mình đã được một đĩa xào thập cẩm rất ngon các bạn nhé. Mình đảo đều cho thơm. Múc ra đĩa thưởng thức thôi các bạn. Đây, đĩa xào thịt bò thập cẩm của mình đến đây đã hoàn thành rồi.
Mình mời tất cả đại gia đình mọi người dùng cơm với lại gia đình bà cháu Chen nhé. Bây giờ bà cháu Chen cũng xin cảm ơn tất cả ông bà cô chú và các anh chị các bạn và các em thương mến kênh cuộc sống hàng ngày của bà cháu Chen thì xin mọi người bấm đăng ký kênh để ủng hộ bà cháu để bà cháu lấy động lực làm những video tiếp theo. Cuối cùng thì cũng xin mọi người chia sẻ để cho mọi người biết được ẩm thực các miền quê của quê hương mình. Cuối cùng mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.